Em Ri xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay chỗ bến xe miền Tây. Hiện tại thì em Ri thấy một cái lượng lớn anh chị em từ miền Tây lên trở lại Sài Gòn chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh. Vì hôm nay thì cũng là ngày 3 tháng 9 và đồng hồ của em Ri cũng là 4 giờ 25 phút rồi. Đây cũng là một cái khung giờ vàng, từ 3 giờ đến 5 giờ thì rất đông anh chị em canh giờ để mà trở lại Sài Gòn trong những cái khung giờ này, để xong rồi còn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục với cái công việc hàng ngày. Cho nên là gia đình chúng ta thấy đây một cái lượng rất là lớn anh chị em đang tiến về Sài Gòn. Đây thì từ tất cả các tỉnh miền Tây, ở đây thì mình thấy là có như là 72 nè, ở đây thì 72 là Vũng Tàu ha, xe Toàn Thắng đó thì rất là nhiều luôn đó, thì bên bãi xe thì thấy cũng rất là đông đó, thì chạy dài lên đây nữa. Cho nên gia đình chúng ta thấy đây, ở đây thì một số anh chị mà khi mà xe người ta đáp xuống á, các anh chị gọi là xách hành lý đi lên á. Đây thì để ghi nhìn đây, ở đây thì cái lượng xe mà từ tất cả các tỉnh miền Tây đổ về rất là đông đó, thì cả nhà mình thấy đây rất là nhiều, và xe Phương Trang cũng chạy vào trung chuyển vào rất là đông luôn đó. Thì đây là một cái lượng khách rất là lớn từ các tỉnh mà như là Cần Thơ nè, Vĩnh Long nè, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng đó, rất là nhiều. Cảm thấy là một cái lượng khách đây, các anh em thấy là đông ha, người ta đang gọi là tay xách tách mang lấy quà từ quê rồi hành lý rồi sau những 4 ngày gọi là về quê rồi, thì bây giờ cũng là một cái thời gian để anh chị chúng ta trở lại Sài Gòn. Đây đây rất là đông ha, cả nhà mình thấy đó. Đó thì cái lượng xe làm đưa khách vào gọi là từ các tỉnh đó, đưa khách vào liên tục luôn. Thì sau khi mà vào bên trong rồi á, thì các anh chị mình sẽ lấy hành lý ở trong bãi xe và di chuyển ra đây, rồi đợi người thân, anh chị nào có người thân đến rước thì đợi người thân đến rước. Còn anh chị nào mà đi xe gọi là xe ôm hoặc là xe taxi về nhà, hoặc là anh chị mà có chạy xe gửi xe gần đây, khu vực quanh đây, thì anh chị sẽ lấy xe ra mà về luôn. Đó thì rất là đông. Đây thì đây quá trời luôn. Cả nhà mình thấy là cái cảnh tượng mà anh chị em gọi là đi ra rất là đông đây. Đây cả nhà mình thấy khi mà anh chị ra đây thì đang đợi xe nè, chờ giả sử như gia đình hai người ba người đó, thì đi chung hai người đi chung một chiếc xe thì ra đây giữ đồ giữ hành lý ở đây để mà đợi mà khi mà người thân của mình đi lấy xe ra để đi về. Đây rất đông luôn ha anh chị. Đây thì mình thấy một cái khung cảnh rất là tấp nập ra đây. Ở đây thì có nhiều thành phần, có những anh chị làm văn phòng, có anh chị làm công ty, có anh chị làm công nhân, có những anh chị làm gọi là sinh viên nữa. Mình đi học ở Sài Gòn, mình cũng trong cái dịp lễ này thì mình cũng về quê để mà mình nghỉ lễ cùng với gia đình và người thân. Đây thì em Ri sẽ đi dài xích xuống luôn ha, đi xích xuống đây luôn. Đấy đó, rất là nhiều anh chị em người ta đang xách hành lý rất là nặng. Thấy về quê thì quà quê thì rất là nhiều, ví dụ như nhà có cá nè, có nuôi gà nuôi vịt nè, thì người ta cũng mừng rồi người ta bỏ vô cái gọi là cái thùng mốt đó, thùng mốt để mà di chuyển trở lên trên này để mà ăn cho đỡ tốn tiền đó. Thì mình thấy là rất là nhiều luôn đây. Đây thì để ghi sẽ đi xích xuống đây, rất là đông ha. Đó thì phải nói là nhìn cái cảnh này rất là nhộn nhịp. Vừa rồi thì Ri cũng có chạy qua bên chỗ bến xe miền Đông để review cái cảnh mà bà con ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên người ta trở lại Sài Gòn sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Nhưng mà mình thấy là cái lượng xe gọi là vắng và cái lượng người rất là vắng, gần như là tìm không có thấy người, rất là ít luôn. Đó thì không biết là như thế nào, không biết là do đường quá xa rồi người ta chọn cái phương tiện di chuyển bằng máy bay hay sao. Nhưng mà đi vào những cái khu vực bến xe miền Đông ấy, thì cả nhà thấy là bến xe miền Đông thì quá lớn rồi, quá hoành tráng rồi. Nhưng mà nhìn thấy cái lượng mà khách mà trở lại Sài Gòn chúng ta thì trong cái thời điểm mà khoảng 3 giờ mấy đó, ghi ở bên đó xong rồi chạy qua đây
thì mình thấy khá là vắng. Đây thì về đây thì mình thấy là về bến xe miền Tây á, mình thấy bà con miền Tây, anh chị em miền Tây gọi là trở lại Sài Gòn làm việc rất đông. Đây xe Tuấn Hưng biển số 69 đây cũng đang chạy vào, thì cũng mừng mừng vì bây giờ mà thật sự mà nói thời điểm này anh chị em mà có công ăn việc làm rồi, khi mà những ngày nghỉ lễ này quay lại Sài Gòn được là một điều rất là tuyệt vời. Có nhiều anh chị em là nhiều khi là cái công việc trên này bấp bênh quá, khi mà về quê nghỉ lễ rồi anh chị em gọi là ngưng luôn, không có lên nữa. Đó thì nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên mình thấy những cái hoàn cảnh này thì cũng mừng đấy. À đây, đó cả nhà mình thấy là có những cái thùng mốt gia đình cũng để ý. Thì có thể là nhà khu vực đó là có thể là nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt, thì người ta sẽ đóng thùng để mang lên trên này ăn. Tại vì gà vịt nuôi ở quê mà ở nhà nuôi thì cho ăn lúa, không có trang thức ăn nhiều, không có tăng trọng đồ nhiều, cho nên là gọi là thịt nó ngon hơn. Rồi cá cũng vậy nữa, cá gọi là cá đồng, tôm thì tôm sông. Đó cho nên là mọi cái rất là ngon, đồ quà quê đem ra đây thì tuyệt vời. Thứ hai nữa thì nhiều khi ở nhà gọi là không có nuôi, nhưng mà có thể là xung quanh hàng xóm người ta có nuôi thì mình có thể mua lại. Thì vì ở quê thì đồ ăn thứ nhất là nó ngon, thứ hai là giá rẻ. Mình lên trên Sài Gòn này mình mua thì đồ gọi là nó thuộc về thả vườn, nhưng mà nuôi công nghiệp, nuôi thức ăn nhiều nên là cũng không có ngon bằng đồ ở quê. Đó, đây là nguyên nhân mà gia đình chúng ta thấy là các anh chị về quê hay là tay sách nách mang nhận quà quê lên. Đây là một lý do. Đây cả nhà mình thấy những cái thùng mót này là giống như là tôm, cua, gà, vịt, đa số luôn là đặc sản ở quê. Đó thì đóng thùng vậy á, rồi mình bỏ đá vô, bỏ đá vào thì giữ lạnh được á, cho nên là mình đem lên đây rồi khui thùng ra, bỏ vô tủ đông, ăn dần, rất là tuyệt vời. Khu vực này thì khu vực trả khách đấy. Đó thì cả nhà mình nhìn thấy một cái lượng rất là lớn, và đặc biệt nãy giờ nữa thì đi để ý một cái lượng mà gọi là thanh niên, các bạn trẻ trở lại Sài Gòn chúng ta rất là đông, rất là nhiều, mà không phải là một cái gọi là những anh chị mà lớn tuổi. Đa số những anh chị lớn tuổi thì người ta sẽ chọn cái phương án là ở quê, gọi là chăn nuôi và trồng trọt. Còn những cái bạn trẻ thì sẽ chọn một cái phương án khác, đó là lên Sài Gòn chúng ta để tìm cái cơ hội gọi là mưu sinh cũng như là lập nghiệp. Đó thì mình thấy là xe gọi là liên tục luôn, đây rất là đông. Đó thì để chia sẻ quay xích lên cả nhà mình thấy không? Quá trời luôn. Đó là một cái lượng lớn anh chị ha. Đó là lượng khách xe mà ở đây thì nghĩ thấy là cái chủ yếu đây là xe Phương Trang. Phương Trang thì chiếm một cái số lượng lớn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cho nên là khi mà đi thì cả nhà chúng ta sẽ thấy là bà con sẽ chọn cái phương án là xe Phương Trang nhiều hơn so với những loại xe khác. Đó thì vào bãi thì cả nhà mình thấy đây, xe Phương Trang rất là đông, rất là nhiều. Đây thì xe Quốc Hoàng ha, 34 phòng VIP đây. Đó mình thấy 66 là Đồng Tháp. Đó thì đây khu vực này, xe này của Đồng Tháp thì bà con cũng lên rất là nhiều luôn kìa. Phía sau nữa, rồi bên kia nữa rất là nhiều. Vòng thì mình thấy Thiên Hương nè. Thiên Hương thì 67, 67 là An Giang, 68 là Kiên Giang. Đó thì mình thấy là gần như là tất cả các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì giờ này hay gọi là các tỉnh miền Tây thì bà con cũng gọi là tập trung đã về Sài Gòn rồi. Giờ này thì là một cái khung giờ đẹp, về nhà rồi về phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi thư giãn, sáng lại là tiếp tục với công việc hàng ngày. Đó thì cái khu mà bãi trả khách này cả nhà mình thấy rất là tấp nập và rất là sôi động. Đây cũng là một cái tín hiệu mừng khi mà có rất là nhiều bạn trẻ chúng ta quay lại Sài Gòn. Đây mình thấy đa số chúng ta nhìn thấy là các bạn trẻ, không biết ở đây là có thể là sinh viên nè, có thể là các bạn gọi là đã ra trường rồi đi làm, rồi có thể là các bạn làm công nhân, có nhiều nhiều gọi là ngành nghề khác nhau và nhiều cái độ tuổi khác nhau. Nhưng mà chủ yếu thì mình thấy cái đây chính yếu vẫn là một cái lực lượng, đó là các bạn
trẻ ha, các bạn trẻ ở đây rất là nhiều. Và đây cũng là một điều rất là tuyệt vời mà Ghi thấy được ngay tại chỗ bến xe miền Tây, một trong những cái khu vực gọi là đông đây, mình thấy đó, xe bây giờ người ta tập trung đến rất là đông. Đó thì xe 63 ha, Tiền Giang nè, đó thì người ta cũng vào rất là nhiều. Rồi có kể cả những cái xe mà đây thì thấy 69 Cà Mau nữa nè, đó thì tất cả cái xe bây giờ là đang dồn xuống đây. Ri sẽ đi theo những cái đoạn xe này để xem những cái hành khách người ta xuống đây như thế nào. Đây, để đi dài vô trong luôn ha. Toàn Thắng 72 Vũng Tàu rất là nhiều. Ở trên kia thì mình thấy Hiệp Thành 67 gọi là 67 gọi là Kiên Giang nữa. Đó, đây, thấy taxi cũng tranh thủ chạy đến để đón khách. Đi qua mình thấy là rất là tấp nập ha, tuyệt vời. Ở đây thì mình thấy là hình như là xe taxi công nghệ, các anh chị em gọi là chắc là ngồi đây xếp tài quá, xếp tài trong bãi đó thì từng đến lượt từng người để gọi là tránh gọi là chen lấn tranh giành đó. Ở đây thì Ghi sẽ đi xích lên trên luôn, lên trên xem những cái xe ở đây thì hành khách người ta xuống này, xuống xe coi như là đi cũng nôn về cũng nôn, trước lễ thì bắt đầu là nôn về quê đó, xong rồi bây giờ là về quê lên là lại nôn trở lại Sài Gòn. Đây cũng có nhiều anh chị ta đang ngồi đợi người thân người nhà nè, rất là đông phải không, khinh tay sách nách mang đó, cả nhà mình thấy đó, đó bị ghinh rất là nhiều đó, quá trời luôn này. Đây cả nhà mình thấy rất là đông, để Ri sẽ đi vào bên trong ha, bên trong nữa nè, thấy rất là đông đây luôn. Đây nè, ở đây đông lắm ta. Đây đó thì khi mà khách người ta xuống xe thì người ta sẽ đi lấy hàng xong rồi sẽ đi ra ngoài ngoài phía ngoài á, phía ngoài để mà đón xe hoặc là lấy xe mình gửi đó. Đây là những cái hình ảnh mà khách người ta xuống xe đây, thấy không đó, thì bước xuống xe, sau khi bước xuống xe rồi thì khách người ta sẽ nhận cái hành lý của mình đây. Chắc là bên kia, bên hông bên kia. Đây, để Ghi sẽ đi qua đây luôn. Đó thì sau khi xuống xe thì người ta sẽ nhận hành lý mình. Thấy các anh chị đây đang dỡ hàng ra. Đó thì một cái khung cảnh mà về miền Tây, mình thấy không? Đó thì khi mà xuống xe rồi thì các anh chị sẽ nhận lại cái hành lý của mình, rồi thùng hàng của mình tất tật luôn. Đây, đó thì những cái khung cảnh mà gia đình chúng ta thấy là những cái chuyến xe miền Tây. Đó, đây rất là nhiều, dài ra nữa thì để Ri sẽ đi dài lên trên. Có một số anh chị thì người ta cũng chạy vô trong này để người ta đón người thân này nè. Thường thường nếu mà mới đi lần đầu thì không biết chạy xe vô đây đâu, có lẽ là anh chị đi cũng nhiều lần rồi đó, rồi anh chị sẽ mua vé chạy xe thẳng vào đây để đón người nhà mình luôn. Đó thì rất là hay đó, thì cái nào vậy mình đi thường thì mình sẽ có kinh nghiệm, còn thường thì anh chị mà ít đi đón người thân hoặc ít đi chuyến xe miền Tây này thì đa số là sẽ đậu ở ngoài cổng. Và cũng đây mình thấy là rất là nhiều thành viên là người ta đi bộ ra ngoài cổng nè, đi bộ ra ngoài cổng để mà đón xe ngoài kia, chứ người nhà nhiều khi người ta cũng không biết, người ta cũng có chạy lên đây. Đây là các anh chị đang đứng đợi xe đây, rất là đông ha. Đó thì mình thấy được là rất là nhộn nhịp ngay tại cái thời điểm này, ngay bến xe miền Tây, rất là tuyệt vời. Trong những cái hình ảnh này thì mình cũng thấy một cái phần nào, một cái lực lượng lao động rất là lớn tại khu vực miền Tây, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã gọi là sát cánh với Sài Gòn chúng ta từ trước đến nay luôn. Đó thì bây giờ mình thấy là sau những ngày nghỉ lễ quay lại thì các anh chị cũng tấp nập trở về Sài Gòn chúng ta để tiếp tục với cái công việc hàng ngày. Và nếu mà anh chị nào chưa có bấm đăng ký kênh của Ri, xin hãy vui lòng giúp đỡ em Ri bằng cách bấm nút like và nút đăng ký kênh. Em Ri xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.